Và kính thưa quý vị, Tổng thống Obama xuất hiện tại sự kiện Christmas in Washington, tính từ Washington DC. Tối hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai cô con gái tham dự tại sự kiện Giáng sinh thường niên Christmas in Washington, một chương trình biểu diễn từ thiện dành cho Trung tâm Y tế Trẻ Em Quốc gia. Tại sự kiện nói trên, gia đình Tổng thống Obama đã được chào đón bởi năm bệnh nhân nhí trong những bộ trang phục yêu tinh. Sau khi bước vào chương trình chính, Tổng thống Obama đã có đôi lời phát biểu trên sân khấu và sau đó ông đã tham gia hát đồng ca trong một ca khúc tên là Hark, The Herald Angels Sing. Năm nay, nam diễn viên Hugh Jackman đã đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của sự kiện. Ngoài ra, chương trình nói trên còn được ủng hộ bằng những màn biểu diễn của nhóm nhạc Backstreet Boys và Sheryl Crow. Chương trình Christmas in Washington sẽ được lên sóng trên đài TNT vào ngày 20 tháng 12 sắp tới.